Dạ xin kính chào anh chị đã trở lại với kênh của Bảo. Thì trước mắt anh chị mình đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản tự động, phiên bản đặc biệt. Thì gần cuối tháng 7 này cũng như đầu tháng 8 thì ở đại lý Hyundai Đồng Tháp đang có một chiếc xe sẵn màu trắng giao ngay, đang tâm màu trắng ở phiên bản đặc biệt này. Có thể liên hệ trực tiếp Bảo để Bảo có thể báo giá lăn bánh chi tiết cho anh chị ha. Thì ở phiên bản đặc biệt này với mức giá hiện tại là 542 triệu đồng. Nếu như anh chị nào mình hộ khẩu ở tỉnh Đồng Tháp hoặc các tỉnh miền Tây xung quanh thì chi phí lăn bánh rơi khoảng tầm là 603 triệu đồng thôi là chúng ta sẽ sở hữu con xe này. Còn đối với những anh chị nào mình mua xe dự định thông qua ngân hàng thì số tiền trả trước trung bình khoảng tầm 150 triệu là chúng ta có thể nhận xe ở phiên bản đặc biệt này rồi. Thì anh chị cùng Bảo xem là ở phiên bản đặc biệt này chúng ta có trang bị những gì, như thế nào ở phía bên trong và bên ngoài ha. Thì em mời anh chị cùng em theo dõi tiếp ở phần video phía sau. Dạ rồi, đầu tiên thì ở phía bên ngoài chiếc xe chúng ta sẽ được trang bị đèn, sẽ là đèn bóng bi halogen ánh sáng màu vàng, và ở phần phía bên viền này sẽ là vị trí đèn định vị LED ban ngày của xe. Tiếp theo á, là ở phần phía mặt trước chúng ta sẽ trang bị hệ thống đèn mặt ca lăng, sẽ là mặt ca lăng có mạ chrome anh chị. Đây, ở phía dưới cũng có mạ chrome luôn, ở phần cản dưới nè. Đó. Xe chúng ta sẽ được trang bị hệ thống đèn gầm ở phía dưới như phía trước anh chị đang xem ha. Thì ngoài ra xe vẫn trang bị hệ thống đánh góc lái, khi mà chúng ta vào cua á, chúng ta đánh góc lái xe á, thì tự động mũi tối đèn sẽ chuyển theo cái hướng góc lái chúng ta, giúp chúng ta quan sát được tốt hơn. Ngoài ra thì ở phiên bản đặc biệt này khác với phiên bản tự động tiêu chuẩn hay là các phiên bản số sàn khác á, thì chúng ta sẽ khác về vị trí phần mâm. Phần mâm xe của chúng ta đối với phiên bản đặc biệt thì sẽ có kích thước mâm lớn hơn so với các phiên bản khác. Thì kích thước mâm sẽ là 16 inch và mâm chúng ta sẽ được trang bị mâm hệ thống là mâm la zăng hợp kim anh chị. Ngoài ra hệ thống phanh thì chúng ta sẽ trang bị được hệ thống phanh đĩa 4 bánh luôn nha anh chị. Xe thì có trang bị những cái thiết bên ngoài như là đèn xi nhan nè, tích hợp trên gương nè, gập gương chỉnh điện nè, vẫn được trang bị đầy đủ ha. Tay nắm cửa chúng ta sẽ được trang bị là tay nắm cửa có mạ chrome, và ngoài ra đó sẽ là có tích hợp thêm nút bấm thông minh trên tay nắm cửa. Rồi, tiếp theo là ở vị trí ở phía sau. Thì vị trí đèn hậu phía sau thì chúng ta sẽ được trang bị hệ thống là đèn hậu dàn LED ha. Đây anh chị quan sát, nếu chúng ta đi vào buổi tối thì cái vị trí đèn sẽ rất nổi bật xe chúng ta. Xe thì được trang bị đầy đủ camera lùi nè, đây là vị trí camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ ha anh chị. Đây em quay sơ cho anh chị cùng xem nha. Đó, đây là vị trí phần cấp sau của xe. Đây, xe chúng ta sẽ được trang bị bánh sơ cua và mâm lốp dự phòng theo xe ha anh chị, có kích thước mâm cùng cỡ xe luôn nha. Đây, dưới đây phần cấp xe thì anh chị có thể để rộng từ khoảng là 3 đến 4 vali vẫn được ha, rất là rộng. Rồi, tiếp theo là ở phần phía bên trong chúng ta sẽ được trang bị những gì. Ở phiên bản đặc biệt thì chúng ta sẽ được trang bị ở phần điều hòa nè. Đây, ở phần điều hòa chúng ta sẽ được trang bị hệ thống điều hòa dạng có thông hiển thị thông số điện tử trên đây ha, nó sẽ đặc biệt hơn so với các phiên bản còn lại. Còn chất liệu ghế thì chúng ta sẽ được trang bị hệ thống là trang bị là hệ thống ghế da, toàn bộ là 4 ghế là ghế da hết ha anh chị. Màu nội thất chủ đạo sẽ là màu kem. Còn đối với phiên bản đặc biệt thì chúng ta sẽ được hơn phiên bản còn lại là chúng ta sẽ được trang bị đến 6 túi khí. Còn các phiên bản tự động tiêu chuẩn khác thì chỉ 2 túi khí thôi ha. Rồi, đây là cái giao diện ở phía bên trong xe. Em mời anh chị cùng xem ha. Thì đây là giao diện của mặt đồng hồ táp lô. Thì mặt đồng hồ táp lô chúng ta sẽ được trang bị mặt đồng hồ sẽ là dạng digital, điện thông số điện tử ha. Ngoài ra thì màn hình giải trí của chúng ta sẽ được trang bị đầy đủ các tính năng như bản đồ miễn phí nè, kết nối Bluetooth, Android Auto đầy đủ hết luôn anh chị. Còn phía dưới này là chúng ta trang bị những cái vị trí cổng sạc nè, mọi tẩu thuốc nè, hay là cần số của xe tự động nè.
Nếu mà chúng ta vào vị trí số R đó, thì đây là sẽ hiển thị cái camera sau cho chúng ta ha. Và chúng ta có đánh theo góc lái nữa ha anh chị. Rồi nếu mà anh chị mua ở phiên bản đặc biệt này thì chúng ta sẽ được trang bị thêm cái hệ thống cửa sổ trời ha. Đây cửa sổ trời em mở ra cho anh chị cùng xem nha. Đó đây là cửa sổ trời. Rồi xe thì được trang bị cửa gió sau đầy đủ nha anh chị, dàn lệnh sau có luôn. Dạ rồi, em vừa giới thiệu sơ về chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt cho anh chị cùng theo dõi. Thì anh chị thấy mẫu xe này như thế nào, với mức giá hiện tại là 542 triệu đồng và lăn bánh tầm khoảng là 603 triệu. Thì những anh chị nào đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp Bảo để Bảo có thể tư vấn thêm cho anh chị hoặc xem xe trực tiếp ha. Ở showroom, nếu anh chị nào ở Đồng Tháp thì có thể xem xe trực tiếp, liên hệ Bảo trước để Bảo để sắp xếp xe, màu sắc cho anh chị cùng xem ha. Thì cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay thì nhờ anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp Bảo ha. Xin chào và hẹn gặp lại.